Thưa quý vị, hôm nay mình đưa quý vị đến tham gia một cái lễ hội bốc mó ở Quỳ Hợp, Nghệ An quý vị nha. Hôm nay mình đến hơi muộn. Quý vị xem sau. Đây là cái khu vực mó của Quỳ Hợp quý vị nhá. Hôm nay mình đến hơi muộn quá. Đây là cái khu vực mó này. Đây là cái dòng chảy mà do cái mó nó tạo nên đó quý vị ạ. À, đây là cái miếu thờ của cái mó này quý vị nhá. Hàng năm mà cứ tổ chức để khảo là cái mó này đó. Mình sẽ quay sơ bộ với cái video này cho quý vị xem phong cảnh xung quanh đây nhá. Mó đến mà em thấy quen mà. Mình Tân Kỳ chị nhá. Thưa quý vị, đây là cái mó nước. Nhiều người có khả năng không biết cái mó nước là cái gì phải không ạ? Chính cái mó nước này là cái một cái dòng nước nó đùn ở dưới lòng đất đi lên nha quý vị. Nó tương đối lớn. Dạ. Dạ, đây là cô hướng dẫn viên này. Dạ. À thế à? Thế chị làm ở đây họ cái món nước này có lâu chưa chị? Thằng ba có tư thủ ông mà trước đây rồi chứ không phải mới này đâu. Cái này là nó đã có nguyên từ xưa rồi. Thế hôm nay người ta mới khảo lại à? Không phải là hôm nay mà cái truyền thống của cúng mó này là cứ vào tháng 3 hàng năm. Dạ. Năm nào cũng người ta cứ làm lễ để thắp hương và dạ. Tôn tạo lại đấy. Dạ. Cái di tích lịch sử của đời ông bà. Dạ. Xin cảm ơn chị nha. Vâng, thưa quý vị, đây là một cái mó nó đùn ở dưới lòng đất ra nha. Quý vị hãy xem. Hãy xem nha. Hai đứa này đi chị chụp cho. Chụp hai anh. Dạ. Thưa quý vị, đây là cái lễ hội hôm nay tiếc quá. Mình sẽ đưa quý vị đến ngay cái chỗ mà nước nó sôi lên quý vị nhá. Đó. Đây là cái nơi mà cái nước nó đùn ở trong lòng đất ra quý vị này. Đó. Rất là mạnh. Nước đun rất là mạnh. Quý vị đây là một cái món nước nguyên sinh có từ bao đời nay lâu rồi quý vị nhá. Riêng đây cũng là một cái phong cảnh rất là đẹp. Phong cảnh ở nơi đây rất là đẹp quý vị. Trương Lan thì coi mà đây là một chị người hướng dẫn viên du lịch quý vị. Đây là chị hướng dẫn viên du lịch ở Quỳ Hợp nha. Vâng, Nghĩa Xuân Quỳ Hợp. Chị mặc cái trang phục rất là đẹp. Đó, thấy chưa quý vị. Chào khán giả đi. Chào khán giả nha.